Nguyễn Khoan trân trọng kính chào quý vị, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi chuyện ngày tháng cũ với niên trưởng Phạm Bá Hoa. Nguyễn Khoan trân trọng kính chào niên trưởng. Thưa chào cô và thưa tôi Phạm Bá Hoa, kính chào quý khán giả đài Apple TV 55.4. Thưa niên trưởng, hôm kỳ rồi thì niên trưởng có nói đến chiến dịch dựng lại cờ vàng. Thì trong đó thì hầu hết là 33 tiểu bang của nước Mỹ đã được công nhận. Tuy nhiên chỉ có 2 tiểu bang công nhận bằng sắc luật mà thôi. Tuy nhiên trong cái thời gian mà cái chiến dịch này thì chắc là thế nào cũng có những cái chuyện gọi là bên lề. Tuy nhiên kính thưa quý vị, theo lời của niên trưởng nói đó thì cái hộp lưu trữ nó có giới hạn. Cho nên những cái tài liệu mà niên trưởng có đó không thể nào mà dồn hết một lúc được. Phải chia ra thành từng phần nhỏ. Duy chỉ có cái lá cờ Việt Nam đó thì đã hoàn chỉnh rồi. Và còn hai cái phần sau thì vẫn còn coi như là cần nhiều thời gian và nhiều tài liệu. Thì chúng tôi cũng hy vọng và kính chúc niên trưởng lúc nào cũng sáng suốt, nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành những cái tâm nguyện này. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng nếu tác phẩm đã được hoàn thành xong thì chúng ta mỗi người một bàn tay để có thể in và gửi vào trong những cái thư viện Việt Nam, để từ đó thì giới trẻ Việt Nam muốn tìm về nguồn cội thì có sẵn tài liệu. Thì hiện nay nếu mà quý vị có thì giờ bước vào trong thư viện Mỹ ở ngay tại thành phố Houston này thì chúng ta thấy có rất nhiều sách xuất bản từ phía bên miền Bắc. Và có những quyển sách mà khi chúng ta đọc thì chúng ta cảm thấy hoàn toàn không có đúng sự thật. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng có những người trẻ cũng đang phát động một chiến dịch là quyên tiền để in những cái quyển sách nói về lịch sử Việt Nam để gửi vào trong thư viện. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện hôm nay. Cảm ơn cô. Có một cái gợi ý là cái vấn đề có nên đưa vào trong các thư viện của Hoa Kỳ đó. Thưa quý vị, thật ra thì sách của tôi đó thì đến bên này thì tôi viết được đó là xong đó là 11 tập rồi, 11 cái tên sách. Mà tôi mới có in có hai, đưa cho nhà xuất bản in hai quyển. Hai cái tập sách. Đó là cái cuốn Đôi Dòng Ghi Nhớ, kể lại những cái chuyện mà từ việc những cái biến cố chính trị của Việt Nam của mình từ cái cuộc đảo chánh 1963, lần lượt những cái cuộc đảo chánh hay là rồi chỉnh lý hay là biểu dương lực lượng cho đến cuối đó, tức là giờ thứ 25 đó. Thì cái đó là một cuốn. Cuốn thứ hai là tôi kể lại những cái chuyện trong tù, đó có tên là Ký Sự Trong Tù. Xuất bản cái đó là năm 2008. Thưa quý vị, thì cái sau đó, đó thì tôi viết ra thì tôi đã gửi đi in. Thì con tôi nó muốn là có cái bộ sách mà nó design đó, ở cái ngoài nó giống nhau hết, màu sắc cũng giống hết, chỉ có sửa cái bề mặt nó khác cái tên rồi khác vậy thôi, hình ảnh hay cái gì đó. Thì chúng tôi đó là mới gửi đi in ở một cái nhà sách ở trên North Carolina. Thì ở trên đó cái nhà sách nó in của Mỹ, mình in một cuốn là nó in cuốn thôi, dễ lắm. Thì với điều kiện là mình layout lại với làm cái bìa sẵn tất cả mọi thứ, cái chung là mình phải sẵn sàng hết. Gửi đến họ bằng cái email kèm với nó gửi đi, rồi thì một tuần lễ sau mình nhận được. Thưa quý vị, nó lẹ lắm. Mà mỗi một cuốn vậy, nếu mà mình in, mà tôi thấy căn cứ theo cái kinh nghiệm mà in sách ở tại Houston này đó, phải từ 700 cuốn trở lên đó, sau này thì 500 cuốn trở lên. Thì nếu so cái giá đó, thì cái giá thí dụ như là in 500 hay 700 thì cuốn sách đó là in 5 đồng hay 6 đồng, thì ở kia nó in 10 đồng. Mắc hơn. 10 đồng thì nó mấy gấp đôi. Cho nên mình in một hai cuốn sách hay là chục cuốn sách thì cái đó cũng chẳng có là bao nhiêu, nhưng mà nó có ngay liền. Thì thưa quý vị rằng tôi đã làm công việc đó, thì tôi gửi in thì những cái hiện bây giờ bộ sách tôi nó là 10 tập. Mà 10 cái quyển miệng tên 10 tên sách khác nhau đó, thì là chúng tôi gửi in như vậy. Mà tôi về tôi để vô trong tủ hết, tất cả nó cùng một cái mình design đó, trong nó cũng đẹp lắm. Và như thế thì những cuốn sách này tôi có ở trong cái học mà trong cái trên cái hạt của cái computer của tôi. Nếu mà quý vị mà có cần ví dụ đôi cái chuyện nhớ ký sự trong tù hay cái gì đó thì quý vị email lại chúng tôi. Thì hồi cuối cái tuần trước đó, cuối kỳ trước đó, và chúng tôi có thưa quý vị rằng là xin quý vị nếu cần thiết gửi cái email lại tôi gửi lại liền tức thì, dễ dàng, có gì hết trơn, dễ lắm. Thưa quý vị, cái email tôi cái địa chỉ như thế này,
dễ nhớ lắm. Nếu quý vị có ghi được liền thì ghi, không thì quý vị nhớ được. Thưa quý vị rằng tôi là Phạm Bá Hoa, thì quý vị viết ngược lại là Hoa Bá Phạm. Mà Hoa Bá Phạm này thưa quý vị viết chữ nhỏ liền nhau, xong rồi tới chữ S rồi hotmail.com, hotmail chấm cái rồi com. Hoa Bá Phạm viết chữ nhỏ liền nhau rồi tới S hotmail.com. Đơn giản lắm, tôi nghĩ rằng quý vị dễ nhớ. Thì những cái này thì quý vị cần trong những cái cuốn sách này cần, quý vị tôi gửi lại nhanh chóng, tôi sẵn sàng lúc nào cũng vậy. Bởi vì thưa quý vị rằng là viết đâu phải để cho tôi đọc không, tôi viết để cho mình có thể là có trước nhất là trong nhà thì tôi các con các cháu tôi nó biết, mà tôi xin được mà phổ biến rất là rộng rãi ở ngoài. Thưa quý vị, bất cứ vị nào mà cần chúng tôi gửi là hết á, rồi quý vị có thể gửi đi tặng nữa cũng được, ai được quý vị tặng, cái đó không có thành vấn đề gì hết. Và trước nhất là cái trận chiến dựng lại cũng quốc kỳ đó, thì cái đó là cái rất là tôi nghĩ rằng là quý vị cũng nên có giữ lại để làm cái tài liệu của mình, để cho thấy rằng cái quốc kỳ chúng ta hiện bây giờ là phải nói rằng là không, nhà mặt trời không bao giờ lặn như là quốc kỳ của mình ở những nơi công nhận, và quốc kỳ của mình trong nhiều cái trường hợp, thí dụ như những cái tượng đài đều có hai quốc kỳ, cái quốc kỳ bản xứ và cái quốc kỳ của Việt Nam của mình nền vàng ba sọc đỏ. Thì cái tượng đài bây giờ mình có là ở Hoa Kỳ là 1, Canada là 2, bên Australia là 3, ở bên Pháp là 4, bên Đức là 5, ở bên Norway là 6. Đó là ít nhất là ở 6 cái quốc gia nó có cái quốc kỳ của mình. Và trong nhiều cái trường hợp nữa, ở với nhất là trong cái tổ chức mà gọi là chống cộng sản, nó còn có là Việt Nam với Tây Tạng đó, từ ngay bên Tây Tạng mà trong tượng đài, tức là cái Tây Tạng mà đi lưu vong Ấn Độ đó, thì có quốc kỳ mình cũng thường trực ở đó. Thành thử rằng là quốc kỳ mình có thể nói rằng có xuất hiện được nhiều nơi hết. Vậy thành ra nếu quý vị cần thì quý vị gửi email lại, tôi gửi ngay, không có gì cả, cũng mấy cái cuốn sách nữa, dễ lắm. Thì bây giờ một chút nữa là trong mấy cái tượng đài, có một cái tượng đài thưa quý vị là tôi hết sức là ngạc nhiên. Rồi tôi đi lang mang ở trên internet thì tôi thấy ở trên đó. Cái tượng đài này nằm ở bên Colorado mà ở trong rừng. Thì tôi tìm mãi không biết là ai đã làm nên những cái tượng đó. Cái tượng đó nó không phải là cái hình người gì, nó là cái hình đá vuông thưa quý vị, vuông vức. Thì đằng đó quý vị nhìn thẳng từ trên dưới là cái vuông vức như thế này, bằng những cái đá tảng, mà đá tảng đó được chặt gọt thành một hình vuông hẳn hoài, đứng từ ở trên xuống dưới cao. Tôi tưởng tượng là phải dối một cái này, mình đứng mà dối một cái đường mới tới. Thì ở trên đó chung quanh nó bốn mặt nó đều có cái tiếng Anh và tiếng Việt. Cái hay là chỗ đó, cho nên tôi tin rằng có người Việt Nam tham gia, nhưng mà mình không biết là ai. Thì trong đó mới nói rằng kể khái những là cái chiến tích của Việt Nam của mình trong cái thời chiến tranh chống cộng sản được mô tả ở đó. Nhưng mà không phải một cái thưa quý vị. Quý vị nhìn, thí dụ quý vị ở đây quý vị nhìn lại, ở đây là một cái khoảng trống xung quanh này, rừng cây chỗ này có khoảng trống, mà nó nằm không phải là ở cạnh Colorado đâu. Tôi thấy, tôi nghĩ là hơi xa cái đó, mà không biết làm sao mà đi vô. Thì tôi có được cái, tôi có đọc trên đó cái email đó, thì tôi thấy rằng cái người này mô tả rằng đi trong rừng chơi để đi coi như là đi thưởng ngoạn ở cái sự mà yên ắng, hay là ở trong rừng nó yên ắng hơn, là khá vậy. Nhưng người đi vô bất chợt mới thấy được cái đó, thì cái người đó mới là vừa thu video mà vừa chụp những cái hình ảnh đó. Thì nó có nhiều cái trụ như vậy, cái thì cao như thế, có nhiều cái cao bằng nhau, thì có những cái thấp, thì tất cả đều có chữ hết. Cái hay là chỗ đó, mà tôi không biết ai làm. Cái thứ hai về cái vấn đề mà tập trung lại ra cái đó, thì có một người Mỹ, hình như ở Arizona thì phải, hình như vậy, tôi không dám chắc chỗ này, tôi không nhớ chắc. Thì người đó là có một cái người bạn đi chiến đấu ở Việt Nam mình. Thì cái anh này thì nhỏ hơn bạn, nhưng mà cái anh đi quân đội lớn, anh này nhỏ. Thì anh mới gửi thơ về, bữa nãy anh kể cái chuyện chiến đấu ở Việt Nam. Rồi anh này mới kêu chụp cái hình gửi về cho nó, những cái gì mà nó lạ mắt đó thì anh chụp gửi về, nhất là những cái người ở trong quân đội đó. Rồi thí dụ như ở trong cái lúc mà đi chiến đấu rồi mà té hay nó dây bị thương cái gì đó cũng chụp gửi về. Thế thì cái anh này đó bây giờ thì phải là như là gần 60 tuổi rồi. Thì anh này trong nhà anh mới cất thêm cái nhà anh, rồi lúc đó là anh có garage thôi.
Rồi bây giờ anh cất thêm một cái bên cạnh cái nhà dài vậy đó, anh để tất cả những cái gì mà anh thu thập được liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam, gồm có những cái hình ảnh của Mỹ và những cái hình ảnh của Việt Nam, có những đứa trẻ chạy bị súng bắn chạy khóc tả tơi, đại khái như thế, mẹ nó chết, ví dụ vậy. Nghĩa là tất cả những hình ảnh của Việt Nam mà cái anh bạn nó thu thập được gửi về cho ảnh, ảnh biến thành một cái bảo tàng nho nhỏ, rất là hay. Thì có người Việt Nam mình tới mới tặng thêm cờ, giải thích cờ như thế nào. Bây giờ ảnh có nhận được cái hình cái cờ nhưng mà không biết cái gì. Nhưng bây giờ thì được giải thích cờ, ảnh rất là cảm ơn. Ảnh hồi nào giờ ảnh trưng lá cờ mình mà không biết là cái gì, bây giờ thì ảnh biết rõ rồi. Đó là cái sự sống của cộng đồng Việt Nam ở trên cái đất Mỹ này. Ảnh biết rõ như vậy rồi. Cảm ơn Niên Trị rất nhiều. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong chốc lát và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Chị bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị trở lại chương trình hôm nay với những thu thập đặc biệt trong vấn đề bảo tồn và những gì liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, tôi xin tiếp là đây cái trường hợp là gọi là quốc kỳ Việt Nam trong những trường hợp khác. Thưa này, tôi kể cái chuyện năm 1984 có gia đình anh Trần Nam, anh định cư ở tại cái thành phố Sunri của cái tỉnh bang Alberta thuộc Canada. Thì ở tại đó, theo lời ảnh thuật kỹ với tôi, đầu tiên là tôi đọc được cái email của ông kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích, ông viết về cái trường hợp này. Sau đó tôi liên lạc được với anh và anh có mời tôi sang mấy lần mà tôi chưa có đi được. Thì ở cái tỉnh bang này, nó có ở tại cái thị xã đó, nó có 11 cái trụ cờ. Thì quý vị ví dụ hình dung rằng ví dụ như bây giờ có cái con đường nó ngoằn mèo đi vô thế này, đi đâu đi tới chỗ này là cái thị xã, thì bây giờ con đường này ngoài nó vô thị xã nó có 10 cái cột cờ. Thì cái hội đồng thành phố này cũng họ có một cái ý tưởng cũng khá đặc biệt, anh muốn rằng là những cái cộng đồng từ các quốc gia khác tới đây đó là muốn có một cái cột cờ, một treo trên lá cờ đó, nhưng mà cái cờ này làm bán để lấy vốn lại cái công và cái tiền công lại với cái vật dụng đó để mà dựng nên cái cột cờ. Thứ gì rồi anh Trần Nam này, anh thấy anh muốn quá đi, anh này là ở gốc Long Xuyên, thì anh muốn quá mà không biết làm sao. Cuối cùng là anh mới đi vận động được nhiều người tới để mà trình bày với hội đồng thành phố, ông xin được cái buổi vào hội đồng thành phố. Ông trình bày cái cộng đồng của tôi là thế này thế nào, là tôi đã phải chạy khỏi Việt Nam đi vì tôi muốn cái lá cờ này luôn luôn trong lòng chúng tôi, mà làm sao mà tôi muốn được nó được mà bày tỏ, được mà thể hiện lên trên bầu trời mà chúng tôi bất cứ lúc nào chúng tôi cũng thấy được. Thế thì ông trình bày riết đó, cộng đồng cái hội đồng thành phố đồng ý cho cấm thêm một cái cột cờ nữa, tức là cột cờ thứ 11 của vị. Và vào tháng 4 của 1984 thì ảnh treo, bắt đầu là treo được cái lá cờ đó lên. Mà thưa quý vị, treo là treo vĩnh viễn. Thì cái cột cờ đó anh mua chỉ có 125 đồng Canada thôi. Và cũng khoảng như vậy là khoảng hơn 100 đồng của Mỹ. Và cái lá cờ vĩnh viễn thì cứ hàng năm đến cái ngày đó thì bà con ở các cái lân cận ra tới. Bởi vì cái thành phố Sunri này nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à, cho nên là người ta ở đó rất ít. Thì ảnh chính rồi sau này anh cũng dời là một cái thành phố lân cận lớn hơn. Nhưng mà hãy tới ngày đó thì tất cả bà con kéo với nhau ở đây, về đây. Thưa cái vùng đó thì nó rừng, mẹ ra khỏi cái thành phố là rừng không à. Rồi về đến đây để mà thay lá cờ, và vừa là cái nghe cột chào cờ hàng năm ở chỗ đó. Đến năm 2007 thì không biết rằng Việt Cộng nó rỉ tai làm sao với hội đồng thành phố, nói rằng ô cái này mấy ông treo chi vậy, nó không có ai, không có cái giá trị gì trơn, nó chỉ cái miếng giải không à, không có giá trị gì của quốc gia hết á. Tôi đây nè, nó mới kéo cái đưa cái cờ vàng ba sọc đỏ, một cái cờ đỏ sao vàng của nó ra. Cái thì thành phố chưa có treo, cái thành phố bây giờ họp lại kêu cái anh Nam, kêu cộng đồng Việt Nam ở đó, mà cộng đồng đó cũng nhỏ thôi, đến để nói chuyện bây giờ vậy đó. Thì bây giờ bắt buộc phải gỡ cái này xuống, gỡ xuống, nhưng mà chưa không có treo cái cờ kia lên. Thế thì ảnh mới đi vận động,
rồi tới cái cộng đồng ở trên cái tỉnh bang đó, cái tỉnh bang mà Alberta lại với từ ở trên Ottawa thủ đô Canada đó tới để vận động, thì vô trong phòng đó thì được vài chục người thôi, còn thì đứng ngoài đầy hết. Mà như vậy đó, thưa quý vị, rằng là phải ba phiên họp của hội đồng thành phố, họ cuối cùng họ chấp nhận, họ lại đem cái cờ mình ra leo lên trời. Và ông thị trưởng ông mới nói rằng từ nay không một ai được đụng đến cái lá cờ này nữa. Đây là cái biểu tượng cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam ở tại cái mà cái sunri này. Thành ra là đến khi mà ông, trước khi mà ông cái ông thị mà thị trưởng đó đó thì hết cái nhiệm kỳ của ông đó, thì ông nói rằng là trong bất cứ trường hợp nào mà có người nào đụng tới này thì gọi tôi sẽ tới. Thưa quý vị, nghĩa là rất là cảm động, bà con đứng cảm động, mà mình nghe nói lại mình cũng thấy rằng là cái xúc cảm mạnh ở trong lòng mình với cái ý tưởng của cái ông ấy nói ra như thế. Thưa quý vị, đó là tôi cho rằng là đó là cái lá cờ chúng ta được treo lên cột cờ. Tôi nghĩ rằng là đó là lá cờ đầu tiên được xuất hiện trên bầu trời ở ngoại quốc, mà là nó nói chung mà ở nói riêng là ở tại Canada đầu tiên hết. Tại vì lúc đó còn sớm quá. Dạ, còn quá sớm. Tới chứ mình ở bên này đó thì nó tới là một tới năm 2003, mà trước đó đó thì ở trên San Jose cũng có, nhưng mà rõ ràng là phải sau năm 1990 thì ở đây mới 1984 thôi. Cho nên thưa quý vị, thì với cái bản mà tổng hợp trận chiến dựng lại quốc kỳ của tôi đó, thì đến năm 2012, đầu năm 2012, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, lúc đó là nghị hội của Việt Nam ở của nước Mỹ đó, ở Washington, ảnh thì ổng đó là trong ổng là coi như đứng đầu của cái Việt Nam Film Club, tức là cái phim này là cái cơ quan này là gì, là phim tài liệu không thôi, chủ trương làm phim tài liệu. Thì ổng đọc cái này, thì sau đó ổng mới liên lạc với tôi. Anh ổng liên lạc trước, cái kế đó là anh Chu Linh là người mà phụ trách edit về phim đó, thì là mới liên lạc với tôi. Bây giờ nó ngỏ ý là muốn tôi cộng tác để mà thực hiện cái cuốn phim tài liệu này. Thì tôi chưa biết cái chuyện phim phóc gì hết trơn á, thì tôi nói bây giờ thì hai ông bạn cho tôi xin cái ý tưởng đó, là coi là cái phim này nó như thế nào để tôi xem tôi biết có thể tham gia được hay không. Cái vâng, thì sau đó tôi đọc được một cái bản phát thảo về cái nội dung của cuốn phim, và tôi nói vâng, tôi sẽ cộng tác. Và chúng tôi cộng tác trong cái phim đó, thì mình viết lại từ đầu, viết lại là cái từ đầu cái lúc mà cái cờ mình nó bắt đầu từ có cái lúc nào, cái nguồn gốc đó, xong rồi mới đưa tất cả cái này vô, mà đưa những cái trường hợp, những cái quốc kỳ mình ở những cái nơi khác vô nữa. Và thưa quý vị rằng là cuốn phim đó xong thì đã ra mắt ở tại thành phố Houston này, tôi nhớ không lầm thì đó là ngày thứ sáu 14 tây tháng 12 của 2012. Thì cái hôm đó tôi đứng ra tổ chức thì là không có ăn gì hết, là chúng tôi chỉ sắp ghế, yêu cầu chỗ trên nó chỉ sắp ghế giống như trong hát vậy thôi. Và thưa quý vị, như đó là có 600 cái ghế mà ngồi chật hết và là đứng nữa thưa quý vị, và không có ăn uống gì hết trơn á. Và rồi để mà xem cái đoạn phim chúng tôi trình bày ở đó, để coi quý vị có hỏi cái gì không. Gửi xong chiếu cuốn phim đó 58 phút. Bây giờ thưa quý vị, cái cuốn phim đó thì cái dĩa tôi không có, nhưng mà trong cái hạt trai tôi có giữ. Quý vị nào có muốn cái cuốn phim đó thì chúng tôi có những cái link để tôi gửi đến tặng quý vị, cũng gửi qua hệ thống email. Cái email mà tôi đọc nãy là hoabaophạm@hotmail.com đó, thì là quý vị gửi lại thì chúng tôi gửi tặng quý vị ngay, chứ tôi không có cái dĩa. Xin cảm ơn quý vị trước đó. Dạ, cảm ơn Liên Trưởng rất nhiều. Đến đây thì chúng ta phải chào tạm biệt quý khán giả rồi. Dạ. Dạ, thưa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn với quý vị kỳ tới. Chúng tôi tiếp tục cái chuyện ngày tháng cũ, nhưng thật sự ra chúng nó gần gũi hơn, chứ không còn ngày tháng cũ mà nó xa xôi nữa. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện kể của Niên trưởng Phạm Bá Khoa thì đến đây chiến dịch Cờ Vàng đã bắt đầu sang một giai đoạn mới, và đặc biệt là đã được dựng lại thành phim. Chúng tôi hy vọng rằng trong một ngày nào đó thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trên làn sóng Couple TV 55.4. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Người ấy ở trong tù.
đâu đây vang giọng hờn dỗi xiết dài lắm thâm đằng đà.